em thầm trao lấp lánh trời sao, mênh mang dòng sông tắm mát tâm hồn em, lao sao xuồng ghé sóng vỗ nhịp tràn con tim anh. Lòng anh khát cháy những nỗi niềm yêu, như sa mạc khao khát, khao khát ngày mưa. Ngờ đâu em đến tươi mát sa mạc yêu. Ôi những con sông dài mềm dáng em, và gió thét gào và nước sông hát vang, khúc hoan ca quay cuồng trong phong ba. Trời làm thêm bao dòng, có sóng xô nghiêng tình ta, bên cũ xuồng xưa vắng ai điều hiểu. Và sóng thét gào và bao dòng cuốn trôi, những yêu đương hẹn thề hôm nào, giờ xuồng ghé đứng bơ vơ, có sóng dù mang bao dòng vẫn chưa phù sa ngã thương. Dòng sông hát, dòng sông mơ. Mình đã gây ra cái gì vậy? Mình thật sự không còn hiểu mình nữa. Thôi cứ mặc kệ, muốn ra sao thì ra. Lẽ ra mình phải sớm nhận ra điều này. Tại sao không phải ai khác mà lại là Út Ráng? Tại sao lại là đứa em gái mà mình hết mực yêu thương? Nào Út Ráng, kệ dĩ con lo học bài đi. Sao dì Ráng khóc vậy má? Má mới biểu làm sao, người ta buồn thì người ta khóc, có gì đâu mà thắc mắc. Chuyện người lớn con nít không được xía vô nghe chưa? Dạ. Có chuyện gì vậy Út Ráng? Chị đừng có vô phòng em, không có gì đâu. Chị đi nghe điện thoại đi. Alo. Dạ. Tôi không biết gì đâu, anh chờ chút xíu nha. Út nhỏ, có điện thoại kìa. Nhỏ, chị nói em đi vắng rồi. Ơ, điện thoại bạn chịu làm ăn mà. Bữa nay hai đứa làm sao vậy? Lại cãi cọ với nhau hả? Đâu có, em với Út Ráng đâu có liên quan gì. Thôi, vô nghe điện thoại để người ta chờ. Đi. Đi. Út nhỏ nè, anh vừa tìm được cách pha sơn mới, những màu sắc tươi tắn lạ lùng và dường như thay đổi theo mọi góc nhìn khác nhau. Anh cũng đang mày mò tìm ra một loại dầu để tăng cường độ bóng và bảo vệ tốt hơn. Em bệnh hả?
Có chuyện gì vậy Út nhỏ? Không có gì đâu, chỉ tại em muốn ở một mình thôi. Không việc gì phải lo lắng hết, cứ thanh toán tiền mặt trọn gói cho họ để giải phóng sớm mặt bằng. Quyên, đi lấy cho chú bình nước sôi. Nước còn nhiều, còn nóng lắm chú. Chú muốn thiệt là nóng. Dạ. Là chú biểu Hoàng. Chú tính vậy nè, thằng Nghĩa chỉ cần một căn nhà và một ít tiền, một nửa tài sản chú sẽ để lại cho con Quyên, nửa còn lại chú dành cho từ thiện. Dạ. Con nghe nói ngay cả Bill Gates cũng chỉ tính để lại cho con gái chừng 10 triệu đô, còn toàn bộ tài sản khổng lồ ông sẽ làm từ thiện hết. Thật ra con người làm ra của cải không phải chỉ cho cá nhân mình. Đối với chú, tài sản chỉ là kết quả của niềm đam mê làm việc và chinh phục. Quyên sống với chú từ nhỏ, chú thương nó như con ruột. Dạ. Khi cha mẹ mất, chú cũng là cha. Quyên thông minh tháo giác, Quyên sẽ biết cách duy trì tài sản. Chú biết Quyên rất phân vân với việc được thừa kế, con nên tìm cách động viên nó. Dạ. Con nghĩ việc Quyên thừa kế là rất tốt, bởi vì sau này dù nghĩ như thế nào đi nữa thì Quyên cũng sẽ lo cho nó một tương lai chu đáo. Chú cũng tin vậy. Tình cảm của hai con tới đâu rồi? Dạ. Chú sắp đi rồi, những cơn đau đang ngày càng nhiều hơn. Hai đứa con nên thương lấy nhau. Có thể chú sẽ không sống tới lúc hai đứa nên vợ nên chồng. Ủa, Thanh kêu sẵn rồi hả? Em biết anh hay ăn món gì mà. Thanh chờ anh lâu chưa? Đủ để ăn đồ nguội. Anh xin lỗi, anh bận quá. Không cần phải nêu lý do đâu. Tại sao? Anh lúc nào cũng chỉ có mỗi lý do đó. Mời em. Anh Hoàng, má mới hỏi bao giờ thì mình cưới. Anh lo à? Em trả lời sao? Em nói tụi con chưa tính chuyện đó. Chuyện đó làm anh vui à? À không. Không là sao? Anh không muốn cưới tôi chứ gì? Thanh không phải vậy. Coi kìa, tôi biết rõ bên trong anh đang nghĩ gì. Nữa, sao em cứ kiếm đủ chuyện để hành hạ anh mà lại đang bữa ăn nữa chứ? Tôi thật sự không hiểu vì cái gì mà quan hệ của tụi mình cứ ngày càng sẵn nứt. Thì chính những chuyện tầm phào kiểu này đang khiến cho vấn đề trở nên u ám. Thôi ăn đi. Sao không nghe đi? Hay là lại cô Quyên gọi tới? Quyên đâu mà Quyên, có thấy số bàn là quát không? Alo, Hoàng nghe đây ạ. Em hả? Chú Phúc bị sao? Em đang bận họp hả? Anh cũng bận rồi. Đến coi thử. Chào em. Quyên đâu mà Quyên? Khổ quá, số mấy công ty anh không hề biết. Thôi đi, anh đừng có gạt tôi nữa. Thanh, anh không biết thiệt mà. Nếu không có tôi ở đây thì anh đã vội vã đi rồi chứ gì. Anh phải làm sao để tôi tin anh đây? Nói thiệt, tôi đã ớn cái trò xạo sự của anh rồi. Khi yêu đương, người ta được sống trong thanh thản, còn tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị anh lừa dối. Anh dừng chi vậy? Đó em coi đi, sự thật đó. Xin lỗi, có cô Quyên ở đây không ạ? Cô Quyên hả? Dạ. Cô mới đi khỏi đó. Cô bận lắm. Căn nhà này á xây chưa xong mà ông Phúc đã tính giao cho công ty xây tiếp một chung cư khác nữa đó. Tiến độ sao chậm vậy? Quy động thợ bên đội 2 qua đây đánh cho dứt điểm luôn đi. Dạ dạ. Tôi đã nói anh rồi, không khéo là không kịp tiến độ đó. Dạ. Ai để bao xi măng hở gió vậy? Sao, được không? Tốt lắm. Anh em làm tiếp nha, xong sớm thưởng nhiều. Dạ, dạ. Biệt thự của ông Phúc, Quyên coi ngó, anh thi công. Em thấy minh bạch chưa? Tạm tạm. Em có thể bắt đầu sống thanh thản trong niềm tin được rồi. Khỏi phải nói, tin tưởng cũng là một bản năng của phụ nữ, mặc dù đôi khi đó là bản năng dạy dột. Nhưng trường hợp này thì không, đúng không? Tất nhiên, em đâu có dạy đến qua mặt.
sao mặt bí xị vậy? Bữa nay lại trời mưa nữa hả? Ai nói với anh là em sớm nắng chiều mưa? Út nhỏ nói chứ gì? Sao vậy? Anh chỉ giỡn thôi mà. Anh Việt, anh nghỉ làm đi. Nghỉ đi làm gì? Nghỉ làm luôn á. Em nói, kể từ ngày hôm nay anh bị đuổi việc. Sao anh cứ đứng ngay ra vậy? Anh không nghe em nói hả? Út Ráng, nếu là giỡn thì không nên giỡn quá lố như vậy. Em không giỡn, anh đi đâu thì đi đi, đừng có làm ở đây nữa. Út Ráng, bây giờ cứ thấy anh là tôi gai cả con mắt. Em có thôi đi không? Ai cho phép em xử sự như vậy? Chị mét tía đó nghe chưa? Mét đi. Nói cho anh biết, thợ dùng này thiếu gì? Anh tưởng tôi không dám đuổi anh hả? Anh đừng giận nó, và cũng đừng hỏi em điều gì vào lúc này. Đi với chị. Chị nói em đứng lên đi với chị. Chúng ta cần phải nói chuyện. Cho chị xin lỗi, nhưng dù gì đi nữa chị cũng không thể chấp nhận thái độ đó của em. Có thể em đã làm tổn thương chị và anh Việt, nhưng cái tác của chị không làm em tổn thương sao? Mà chị đâu cần biết điều đó, bởi chị lúc nào cũng ở trên em, lúc nào cũng dành phần hơn. Anh Việt thương chị hơn, tía thương chị hơn, còn em chỉ là cái bóng. Em là Út, nhưng chỉ là ráng thêm, và chỉ là thứ con nuôi trong gia đình. Em không được nói tía như vậy. Em thử nhìn bạn bè xung quanh coi, có mấy đứa được gia đình thương yêu như là em? Nhưng không bằng chị, không bao giờ bằng chị. Trong gia đình vẫn thường xảy ra chuyện cha mẹ thương đứa này hơn đứa khác. Ngay như bên nhà bác Hai Rộng, bác thương anh Năm nhất, mặc dù ảnh là người hư hỏng nhất. Đó, em giải thích chị nghe coi. Em không biết giải thích. Em chỉ biết rằng rốt cuộc em chỉ là đứa con nuôi và luôn bị chị lấn án. Nếu không xảy ra chuyện với anh Việt thì em đâu có nghĩ như vậy, đúng không? Lẽ ra chị phải biết em cũng có cảm tình với anh Việt, và chị nên rút lui. Trước đây chị hoàn toàn không biết. Nói đúng ra chị không thể ngờ được. Chị sẽ không nhượng bộ em, bởi vì trong chuyện này chị không có lỗi gì hết. Phần em cần phải xin lỗi anh Việt. Tôi thấy bà con mình làm việc quá cực nhọc, sản xuất thì manh mún. Dạ đúng, chúng tôi biết vậy. Nhân lực bất tòng tâm, thiếu kinh phí, thiếu đầu tư, thiếu đầu ra tiêu thụ các sản phẩm từ sữa dừa.
quê hương mình với hàng triệu cây dừa là một tiềm năng quá lớn. Tổ chức chén nước đầy của chúng tôi mong muốn biến những hàng hiệu cây dừa đó thành những sản phẩm có thể tiêu thụ cả ở nước ngoài. Trước mắt chúng tôi sẽ hỗ trợ kinh phí để bà con mua sắm máy móc thiết bị, và tiến tới bà con phải đứng vào những hội đoàn nghề nghiệp để tạo nên sức mạnh về sản xuất và tiêu thụ. Dạ, cảm ơn bà. Sao em không tắm một lát cho sảng khoái? Em thấy nhớ hộ quá. Ai? Gia đình ba Rằng hả? Phải. Lúc nào em cũng chỉ có một ý nghĩ duy nhất là sẽ ghé thăm họ. Anh hiểu, nhưng mà em nên thận trọng. Sự có mặt của em có thể sẽ phá vỡ nhiều thứ. Em không biết liệu mình sẽ kiềm chế được bao lâu. Và chẳng lẽ em không thể tới dù chỉ một lần? Dạo đâu rồi? Gì đó anh hai? Có được không? Tạm tạm. Nhỏ này. Kiểu mới nhất của Sài Gòn đó. Đi hát karaoke với chị đi. Đi. Alo, em Út Ráng đây. Tối nay em ngủ lại nhà con Hạnh. Nè, có chuyện gì cũng phải về nhà ngủ chứ. Em không có về đâu. Mọi khi em vẫn ở lại đây ngủ thì sao? Chị chỉ nói vậy, tùy em đó. Hai chị em lại có chuyện gì hả? Sao chị lại hỏi vậy? Chỉ đơn giản là em không muốn nó ở lại chỗ khác. Kệ nó, giờ có học hành gì nữa đâu. Thôi, chị đi hát nghe. Ngủ đi Ráng, kệ mình. Ở đây cũng chẳng để cho yên nữa. Mình đã dặn sao, phải ăn nhiều thì mới khỏe, mới tươi tắn hấp dẫn. Thôi đi, quân sư kiểu gì mà rút cuộc. Tại Út Ráng chứ bộ. Tự nhiên làm mọi thứ đó tung đó nồi lên. Vậy thì mời cô vô trong. Cô ơi. Dạ mời cô vô trong. Cô muốn đặt ghe gì cô? Cô muốn đặt một vỏ đò, chở khoảng 10 người đó con, bằng gỗ sao hoặc sến. Dạ. Mà sao cô có vẻ làm gì ghe tàu quá vậy? Cô cũng biết chút chút mà. Dạ, cô chờ con tính toán chút xíu. Nè con, tía con bị bệnh hả? Cô biết. Cô có nghe nói. Tội nghiệp ông. Nghe cô hỏi nè,
Ông có còn để ý gì đến công việc làm ăn của xưởng không? Ý cô là sao? Ý của cô là ông có để ý tới những người đến đây đặt ghe như cô không? Dạ không. Vậy là tốt rồi. Thôi, thôi cô về đây. Ý cô ơi, mình chưa làm việc xong mà. Cô quên. Mau lớn quá anh hả? Ừ, mình mát tay lắm. Sắp xả lúc này rồi đó. Thôi mà. Đi đâu vậy? Đi kiếm tụi em. Kiếm ai thì nói rõ nghe. Út Ráng. Ráng. Nếu anh tính nói chuyện hôm qua thì em xin lỗi. Lúc đó em không kiểm soát được mình. Hả? Bỏ qua đi. Anh cũng đang muốn xin lỗi em nè. Giờ chuyện gì? Về bức vẽ. Anh không thể ngờ nó lại giống Út nhỏ hơn giống em. Ai nói anh vậy? Út nhỏ nói. Anh nghĩ nếu hai chị em giận nhau vì chuyện giặt đó thì nên bỏ qua đi. Anh muốn mời hai đứa tối nay đi chơi để chuộc lại vụ đó. Được, được, phải vậy chứ. Út đang thấy sao? Em chưa sẵn sàng. Vẫn còn giận anh hả? Anh đi đi. Út Ráng. Anh về nghe hai đứa. Dạ. Dạy ơi là dạy, sao không nhận lời? Giờ cái mặt thấy ghét. Ủa, vẽ gì vậy Duyên? Út Ráng. Vẽ rồi mà. Ờ, nhưng mà phải vẽ lại. Ăn cơm. Ừ, hai người vô ăn trước đi. Nghỉ đi chị, tao phải vẽ xong cái đã. Anh Ba, ăn cơm. Ráng. Út Ráng, anh đã vẽ lại cho em nè. Không thấy em đang làm hả?
đừng có giỡn nữa. Như đó mà quảng cáo là sao? Sao anh chưa về? Út Ráng bỏ qua cho anh đi. Bức này đảm bảo đẹp và giống Út Ráng, giống như đúc vậy. Bây giờ em không cần bức vẽ này nữa. Em không cần gì nữa. Anh Việt, sao Út Ráng giận dai vậy hả? Anh không hiểu nó đâu. Anh về đi, để từ từ em nói chuyện với nó. Nghỉ ngơi xíu đi. Mới làm chút xíu à? Anh Tư chửi chết. Trời ơi, hút điếu thuốc mày sợ gì? Ê tí, Tư hơn kỳ này em cũng vịt gì hết ha. Ai mà biết. Đâu phải chỉ tụi mình mà Tư hơn cũng ngán thiệt nữa đó. Tao chắc với mày luôn á, thằng đó đúng là bất thường. Tại gan cùng mình, giáo mình đi thẳng nhà Tư hơn chơi cái vô hà mà ông đó gọi là vuốt vô hùm đó mày. Không lo làm mà cứ lo bếp xếp chuyện gì hả? Dạ tại em thương Tư bị thằng đó à, à. Không cần mày lo chuyện đó. Tao có cách của tao, rõ chưa? Dạ rõ. Ủa mà anh Tư làm mày nói vậy? Hỏi làm cái gì? Chỉ cần biết là tụi bay không dính dáng. Sao kỳ vậy? Chứ tụi bay thì làm được cái gì? Phẻ phẻ. Mà mắc gì anh đụng chuyện mình đó quay hé. Mày không nghe anh Tư Hơn nói hả? Cái mà anh cần á không phải là tiền bạc, không là cái gì hết, mà là ngôi vị đệ nhất ghe tàu, là số 1. Mày hiểu chưa? Điều đó nó cứ ám ảnh anh Tư Hơn. Mắc mớ phải số 1. Bởi vì cái đầu mày đứt xét không à? Giống như tụi mày làm thợ vậy nè, đứa nào mà chẳng muốn làm thợ nhất, làm thợ cả. À hả? Cứ nghĩ tới thằng đó là em sôi cả máu. Thử hỏi nó là ai? Lúc trước nó dưới tay anh hai, mới đi tù được mấy năm rồi về, bày đặt ngo ngoe xưng hùng xưng bá. Anh hai, xong tính luôn cho rồi anh hai? Để từ từ tao tính, vô đi. Thôi em đi đã. Anh hai, còn tiền em dài sĩ anh hai. Hết rồi. Em rất cần, em mượn cũng được. Cái thằng, có tiền thì tao đưa chứ tiếc gì. Em xin lỗi anh hai. Bao nhiêu tiền, rồi cũng xài hết. Bây giờ tụi cớm đang mở chiến dịch, nếu không có lệnh tao thì không được làm mẫu. Nếu không nghe, sổ khám như thằng Tèo, thằng Thảo thì ráng chịu. Dạ. Hùng Ma, bây giờ mở cái tiệm mai khoảng bao nhiêu? Cỡ nào anh? Vừa vừa. Em không rành vụ này mà chi anh? Đi đâu đó? Đi hát karaoke. Sao? Lại tới quán karaoke ôm chứ gì? Tôi đi hát karaoke với con Bảy không được hả? Đi với con Bảy hay đi với tụi đàn ông lắm tiền? Anh câm hụng đi, đồ hèn. Mày ngồi không mày chịu không nổi hả? Mày ngứa nghề hả? Cứ như vậy hoài tôi chịu không nổi đâu. Tốt nhất đừng ai đấy đi. Ok, đi đi, đi đi. Anh đó, đây là phòng của tôi mướn. Thôi dẹp chuyện này đi. Không dẹp được. Tôi đã nghe theo lời anh, bỏ cái nghề karaoke ôm khốn khổ cả tháng đây, đi đi xa làm lại cuộc đời. Còn anh thì sao? Anh cứ chần chờ hoài, tới chừng nào rửa tay gắt kiếm. Phải từ từ chứ, có dễ đâu. Thì dục hết rồi đi. Dù sao tôi cũng có cái nghề thợ mai. Mình mở cái tiệm, mấy nhiều ăn nhiều, mấy ít ăn ít. Biết rồi, để anh tính. Còn một điều này nữa, nếu anh không xóa được cái quá khứ của tôi thì tôi không thể sống với anh được. Anh xin lỗi. Anh yêu em mà. Em cứ đi chơi đi. Tôi không muốn nữa. Alo, Minh Buông nghe. Cậu đây, Tư Hơn đây. Dạ, lâu quá không gặp. Cậu Tư khỏe không? Không khỏe lắm, có đứa nó hành cậu. Sao vậy cậu?
cậu có chuyện muốn nhờ mày. Tới đây dọn giùm cậu một đứa đi Minh. Cậu nói sao? Có một thằng nó phá rối cậu, chắc chỉ có mày mới trị được nó. Nhưng cậu Tư ơi, thiệt tình là con... Mày sợ hả? Hay là vẫn còn giận cậu? Dạ không phải, chỉ có điều... Cậu hiểu rồi, chắc mày đang kẹt chuyện biên bản chứ gì. Dạ, cũng gần gần như vậy. Thôi vậy, cứ thu xếp đi rồi sớm sớm tới đây. Mày giúp cậu, nhưng cậu sẽ bù cho mày một khoản tiền đàng hoàng. Ha? Dạ, để con tính. Nhưng cậu đừng nên chờ con. Có phải ông cậu mà anh kể hồi má anh mất, ổng đã không cho anh làm trong xưởng của ổng? Phải. Anh có ông cậu quý quá thiệt. Thôi đi, dù sao ổng cũng lo đám tang của má anh chu đáo. Anh có nghĩ rằng nếu mà ổng giận anh vô xưởng thì anh đã không trở thành giang hồ không? Làm sao đổ hết chuyện đó lên ổng được. Em nghi lắm. Ông gọi cho anh có chuyện gì? Ông nhờ anh chút chuyện. Chuyện gì? Không phải là chuyện bậy bạ chứ? Tào lao, chỉ là chuyện gia đình thôi mà. Út nhỏ có nhớ chỗ đó không? Út nhỏ. Nhớ. Nhớ thì sao? Em nhớ mà. Bữa đó em bị giọt bẻ, uống no nước rồi anh Việt mới nhảy xuống cứu. Bữa đó chắc giận anh lắm hả? Bữa nay đi chơi mà Út nhỏ không có vui. Anh Việt vui là em vui rồi. Kỳ vậy. Em có cảm giác rất lo cho những ngày tới. Lo gì? Lo Tư hơn hả? Hai chị em vẫn chưa giảng hòa phải không? Sao anh Việt lại hỏi vậy? Anh biết, bởi Út Ráng vẫn còn đang giận anh. Anh đã vẽ lại bức chân dung khác như Út Ráng không nhận. Anh không cần phải làm vậy đâu, bởi anh cũng không có lỗi. Không phải tại anh, thì tại đôi mắt Út nhỏ chắc. Có lẽ gia đình em và cả em nữa đã quá nuông chiều Út Ráng. Anh nghĩ là mọi người cũng đủ nghiêm khắc với Út Ráng rồi đó chứ. Nó còn là trẻ con, và dường như mọi thứ quá mong manh đối với nó. Dạo này tự dưng Út Ráng có vẻ khó hiểu. Anh không hiểu được đâu. Ngay cả em cũng không hiểu nổi nó nữa. Đi tía, ngoan nhiên, tía ngoan nè. Bữa nay mới tới đó hả? Nhà máy Khánh Thành, anh bận quá trời luôn, phải gửi mua, người ta mới đem đến đích thời. Bác ba, bác khỏe không? Khỏe. Con mua tặng cho bác xe lăn nè, bác nhận nha. Tía nhận đi, làm đồ thương tía lắm đó. Bác ba coi nè, nếu cần á, bác ba cứ ngã lưng thoải mái. Đó đấy. Còn đây là bà ăn cơm nhất tiện lợi. Còn nếu chạy á, thì cái em ru. Út nhỏ thấy xe này sao? Tiện cho tía lắm á. Tôi cũng đang tính mua cho tía, mà chưa có dịp lên Sài Gòn. Vậy là trúng phốc rồi. Nhưng anh không thể tặng tía tôi món quà lớn như vậy được. Có đáng gì đâu Út nhỏ, anh thiệt tình mà. Tôi đã nói rồi, anh mang về đi. Chị vô duyên quá à. Năm đó muốn tặng tía thì kệ anh chứ. Không có kệ được, vì nó liên quan tới chị. Anh tặng tía thì để tía quyết định. Lúc nào cũng là phần hơn. Đừng có nhận tía.
Sao chị không để cho Tía tự quyết định? Nãy giờ Tía thích rồi. Sao Tía? Cái đó đẹp nhưng còn cái này tốt. Tía, 5 đô lỡ mua rồi. Bác mà không nhận, con cũng không biết phải làm gì với cái xe lăn này. Anh cứ đem trả lại. Nếu họ bắt bù, tôi sẽ bù cho. Nói vậy mà cũng nói được. Thôi về, bác nhận. Nhưng mà bác trả tiền. Con tặng bác được mà, bác. Tía nói vậy là dĩ hòa dĩ quý lắm đó. Bình thường, tía tôi không có nhận đâu. Anh cho tôi xin cái hóa đơn đi. Con nhỏ, cho tôi xin cái hóa đơn để tôi thanh toán. Dù gì tôi cũng cảm ơn anh. Bộ nó không ưa con hả? Dạ, cũng phải từ từ chứ bác. Anh Việt, em nhờ chút xíu. Có gì quan trọng mà phải lôi anh ra tới đây? Hôm bữa anh tính mời em đi chơi để bù lại dùng bức tranh. Anh còn nhớ không? Nhớ chứ. Bây giờ em nhận lời. Ok, để anh rủ nhỏ đi cùng ha. Đừng. Sao vậy? Em có chút chuyện riêng muốn nói với anh. Bây giờ anh đi làm được chưa? Anh Việt ăn đi chứ. Dạo này Út Ráng không được vui. Có lẽ có chuyện gì nghiêm trọng lắm với em và Út nhỏ. Em đã đánh mất sự tươi tắn, và chỉ có một người có thể trả lại điều đó cho em. Nhưng bây giờ người đó cũng không thể. Ai vậy? Đó chính là anh. Tại sao lại là anh? Tại vì em yêu anh. Em nói sao? Em sẽ nhắc lại cho anh nghe. Bởi lúc nào em cũng muốn nói với anh rằng em yêu anh biết chừng nào. Có thể em nhầm lẫn. Chúng mình là anh em mà. Chỉ có anh làm lẫn, còn em thì không. Em biết, trong mắt anh em chỉ là một con bé không hơn không kém. Anh làm sao hiểu được con bé đó để yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên? Con bé đó lúc nào cũng vơ vẩn nghĩ về anh. Và đến một ngày, nó nhận ra rằng anh đã chiếm hết tâm trí của nó. Anh là toàn bộ thế giới của nó. Con bé đó chỉ mong được thấy anh cười, mong được đem lại cho cuộc sống của anh những điều tươi tắn. Và có một lần, khi anh đang ngủ, con bé đó đã lén hôn anh. Nó cũng đã hôn anh rất nhiều trong những giấc mơ của nó. Hiểu được những hụt hẫng, đau đớn mà con bé đã trải qua khi phát hiện anh đã thuộc về người khác. Và nó cứ nuối tiếc rằng nếu nó thổ lộ sớm hơn thì có thể anh đã là của nó. Nó luôn dây dứt là tại sao người đó chính là chị của nó. Một người chị mà nó đã gắn bó như hình với bóng từ thuở ấu thơ. Và nó nhận thấy nó cũng xinh tươi, dễ thương.
vậy mà nó luôn thua kém chị nó trong mọi phương diện, kể cả tình yêu. Em không nên tự ti chuyện đó. Thường thì người ta không thể hiểu thấu đáo tại sao mình yêu người này mà không yêu người khác. Anh Việt, anh hãy hôn em đi. Chỉ một lần, một lần này thôi, để em nhận thấy anh không ghét bỏ em, không coi thường em, và để em cảm nhận hoàn toàn tình cảm anh em và cố gắng giữ gìn nó. Cảm ơn anh, nói ra được hết nỗi lòng, em cảm thấy rất nhẹ nhõm. Dẫu sao, em cũng còn mong anh và Út nhỏ sẽ được hạnh phúc. Còn với anh, em biết là chẳng dễ dàng gì, nhưng em sẽ cố gắng coi anh như một người anh. Út Ráng! Út Ráng! Thú thật là anh cũng rất bất ngờ. Nhưng nếu em cứ giữ thái độ đó thì tốt nhất là lúc khác hãy nói chuyện tiếp. Không phải là em không tin anh, nhưng cái gì cũng cần phải có giới hạn của nó. Thì đã ai phá bỏ giới hạn đâu. Sự việc xảy ra theo một nghĩa hoàn toàn khác. Chẳng lẽ anh em ôm nhau không được sao? Nếu điều đó xảy ra trước kia thì không nói làm gì. Còn bây giờ mọi sự đã khác rồi. Út nhỏ, để anh đưa em về. Không cần đâu, em về một mình được rồi. Xuồng trôi thương anh vì đâu cứ nỡ đọa đầy sông quanh con. Lòng em khát cháy những nỗi niềm yêu như cánh buồm khao khát, khao khát cuồng phong. Ngờ đâu anh đến gió lòng cánh buồm yêu, ôi những con sông dài lãng du. Và gió thét gào và nước sông hát vang, khúc hoan ca quay cuồng trong phong ba. Trời làm thêm bao dòng, có sóng xô nghiêng tình ta. Bên cũ xuồng xưa vắng ai điều hiểu. Và sóng thét gào và bão dông cuốn trôi những yêu đương hẹn thề hôm nào. Giờ xuồng ghé nước mơ vơ, có sóng dù mang bao dông vẫn chưa vùi xa ngã thương dòng sông.